mà lý do không có hợp cô, kiểu giống như suy nghĩ mọi người mọi khác không có giống nhau, rồi thôi chia tay luôn. Chia tay luôn rồi 4 năm nay ở không vậy đó. Dạ đúng rồi, chứ lại tính cách con rất là suy nghĩ, giống như là suy nghĩ cái gì là phải đúng cái đó. Kiểu giống như là mình không có xác định với người ta thì đừng có làm cho người ta mất thời gian. Đúng rồi. Được, được, được thôi đó hả? Ừ. Dạ đúng rồi. Không hợp thì thôi chia tay. Con cũng biết trải qua được ba mối tình gọi là chính thức. Ba mối chính thức luôn hả? Dạ. Dài nhất là mấy năm? Ba mối tình này đều có gọi là cái định mệnh hay sao á. Cứ đúng 2 năm là chia tay. Vậy mối này quen 2 tháng cưới luôn. Cho nó xóa phong thủy đi. Hy vọng là như vậy. Con có thích nuôi chó không? Trời, nhà con đang có một con chihuahua. Cái là cũng có nuôi cũng có thích. Ừ. Dạ đúng. Chào rồi. Cưng. Dạ còn hợp lý đó. Ừ, cũng thích nuôi chó đúng không? Dạ. Con tưởng tượng cái người bạn gái của con sao? Con nghĩa mong muốn như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, nói chung là có quan tâm đến cho nhau. Ừ. Biết chia sẻ, san sẻ với nhau. Ừ. Đó là tính cách, còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cỡ 1,5 m trở lên là tính 1,6 m là được rồi. Con tưởng tượng cái người con gái ngồi bên đây á, là được bao nhiêu phần trăm mà con suy nghĩ? Trong suy nghĩ chắc bên cũng khoảng là 97% rồi. 97 rồi, thôi ông hốt luôn đi. 97 rồi còn gì nữa. Để qua chú coi coi chín mấy. Ngồi đi anh trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh và chào bạn Nam. Chào quý vị khán giả. Con tên là Ngô Thị Xuân Yến. Con năm nay là 30 tuổi. Con đến từ Vĩnh Long. Hiện tại công việc của con là nhân viên kế toán. Con cũng làm ở Vĩnh Long luôn. Dạ, ở Vĩnh Long luôn hả? Dạ đúng rồi. Mời nhà trai đi. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào các quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Toàn. Hiện làm nhân viên của một cửa hàng cắt cảnh. Buổi tối thì có những người mà như có đặt thêm bánh thì em sẽ làm thêm. Hiện sống ở làm ở quận 5. Quận 5, quê ở quận 5 luôn hay là... Quê ở quận 4. Quê quận 4 là quận 5. Lần đầu tiên là chú nghe vậy đó. Thôi bây giờ con giới thiệu đi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh, điểm yếu. Điểm yếu là con hay nóng tính. Từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cứ điềm tĩnh nó lại rồi. À, tập võ là điềm tĩnh rồi, đúng rồi đó. Còn điểm mạnh thì thể thao, năng động, rồi vui vẻ, hòa đồng. Trước đây con có chơi bên Taekwondo. Đá banh với lại điền kinh. Đó là cái môn nào cũng có huy chương hết. Tốt quá. Con giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh con là vui vẻ, hay tạo tiếng cười cho mọi người. Suy nghĩ độc lập với con thích đi chơi, đi phượt có con. Đi phượt. Dạ đúng rồi. Điểm yếu của con là cọc với hay nóng tính. Chết cha, hai đứa cùng nóng hết coi bộ mệt mỏi à nha. Với lại con rất thích nuôi chó. Cuồng chó luôn. Cuồng chó luôn hả? Cái đó điểm mạnh mà. Cô cũng thích nuôi dạ, chó đúng nữa. Rồi. Sẵn giờ con nói luôn đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ, con có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc là còn sinh viên, con quen bạn đã được 2 năm. Thời sinh viên bỏ qua đi. Thời mới nhất nè. Mới nhất là cũng lâu rồi cô, 4 năm trước lận. Từ 4 năm trước, quen dạ, mấy rồi. Năm thì thôi. Dạ khoảng 1 năm hả? Lý do? Không có hợp cô, kiểu giống như suy nghĩ mọi người mọi khác, không có giống nhau. Rồi thôi chia tay luôn. Chia tay luôn. Rồi 4 năm nay ở không vậy đó. Dạ đúng rồi, chứ lại tính cách con rất là suy nghĩ, giống như là suy nghĩ cái gì là phải đúng cái đó. Kiểu giống như là mình không có xác định với người ta thì đừng có làm cho người ta mất thời gian. Đúng rồi. Được, được, được thôi đó. Dạ đúng rồi. Không hợp thì thôi chia tay. Con cũng biết trải qua được ba mối tình gọi là chính thức. Ba mối chính thức luôn hả? Dạ. Dài nhất là mấy năm? Ba mối tình này đều có gọi là cái định mệnh hay sao á. Cứ đúng 2 năm là chia tay. Vậy mối này quen 2 tháng cưới luôn. Cho nó xóa phong thủy đi. Hy vọng là như vậy. Con có thích nuôi chó không? Trời, nhà con đang có một con chihuahua. Cái là cũng có nuôi cũng có thích. Dạ đúng. Chào rồi. Cưng. Dạ còn hợp lý đó. Cũng thích nuôi chó đúng không? Dạ. Con tưởng tượng cái người bạn gái của con sao? Con nghĩa mong muốn như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, nói chung là có quan tâm đến cho nhau. Biết chia sẻ, san sẻ với nhau. Đó là tính cách, còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cỡ 1,5 m trở lên là tính 1,6 m là được rồi. Con tưởng tượng cái người con gái ngồi bên đây á, là được bao nhiêu phần trăm mà con suy nghĩ? Trong suy nghĩ chắc bên cũng khoảng là 97% rồi. 97 rồi, thôi ông hốt luôn đi. 97 rồi còn gì nữa. Để qua chú coi coi 9 mấy nha. Để coi 90 mấy. Trời ơi, dễ thương. Đó. Bây giờ con muốn tìm một mẫu đàn ông thế nào? Ngoại hình thì cỡ giống như Quân AB vậy chú. Hả? Cái gì? Quân AB. Ca sĩ Quân AB. Hơi tròn tròn, dễ thương. Nam tính. Nam tính tròn tròn, tròn, dễ, tròn thương. Dễ thương. Mà tỷ người không tròn thì sao? Dẹp lép được không? Sao nãy giờ con tả mà thấy giống chú Quyền Linh không à? Bạn trai phải là người không có gia trưởng. Tính cách là phải mạnh mẽ, phải là quyết đoán, độc lập. Thí dụ mà con gặp bạn nam nào á, là đầu tiên là phải sạch sẽ.
tóc tay phải gọn gàng, tay chân. Mà con nhìn lần đầu tiên là con vô con nhìn nhìn cái móng tay liền đúng không? Tay với chân chuốt. Con ơi, con thấy đưa tay lên coi. Đưa tay lên đây cho coi. Cái tay thôi đó, kìa không có móng luôn, con yên tâm, nó cắt không còn một miếng móng nào luôn. Luôn à. Hai đứa được rồi đó, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Con đi với ai nào? Con đi với ai nè? Dạ con đi với em gái. Giống sao y vậy, hai chị em giống y chang vậy trời ạ. À. Dạ con chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ con thấy anh cũng hợp với chị, nhìn bên ngoài cũng hiền lành. Với lại ngày hôm nay thì ba ở nhà, ba cũng hy vọng là hôm nay, sau ngày hôm nay thì chị cũng có thể là có một mối tình nào đó tiến tới lâu dài. Và là đem bạn trai về giới thiệu với ba đúng không? Ba cũng trông dữ lắm rồi. Dạ. Thương không? Rồi em trai đi với ai? Dạ lúc đầu do có sếp nhưng mà bữa nay sếp đột xuất đi tỉnh nên không có tham gia. Thôi hai đứa gặp mặt nhau đi rồi tâm sự đi. Mở rào. Bắt đầu đi. Trời đó. Con khủng long. Dạ tại vì mọi người đánh giá em là thô lỗ, cọc cằn, nóng tính. Nhưng mà anh thì thử tiếp xúc đi rồi anh sẽ thấy nó dễ thương như vậy. Dạ em thích màu này. Em muốn tặng anh một món quà kỷ niệm vào ngày hôm nay. Cảm ơn em. Anh thì cũng có cái bánh gọi là tâm động của anh làm. À đây anh cầm này. Bánh là con tự làm luôn hả? Dạ. Con muốn thử không? Con thử đi. Con thử coi có ngon không? Bánh này hồi sáng con mới thèm. Con mới thèm luôn á hả? Trời ơi, ông trời cũng tính sẵn cho con luôn á, thèm tự nhiên có trai tặng liền luôn. Vậy là có duyên rồi. Ý trời rồi, con ăn thử liền đi con, thèm là mình phải hưởng thụ liền. Trời ơi, Linh có thích không? Tôi xin cho một cái nè. Chứ tôi nhìn tôi thấy hấp dẫn dữ lắm luôn á. Thiệt. Không có thích nhưng mà ăn đi còn nhiêu để đó. Dễ gì, bé nó nói sáng nó thèm rồi mà. Con cứ ăn con cảm nhận hả, con thấy ngon là con khen, mà không ngon là con chê cho cô. Dạ ngon cô. Ngon phải không? À. Ngoài cái bánh á thì anh có thêm một cái món quà, cây son anh tặng cho em. Dạ cảm ơn. Rồi mua giỏ nó coi cái con nghe mua giỏ con sợ quá. Tại vì tính con nóng lắm. nhỏ cố gắng, nhỏ thiền, nhỏ làm bánh, nhỏ làm đủ thứ để bớt dằn cái nóng của nhỏ lại. Cái nóng của anh đó là đã từ hồi là thời trẻ bồng bột. Nhưng mà bạn này bạn nói tính bạn nóng dữ lắm luôn. Không sao. Thì lỡ mà bạn nóng quá rồi bạn không, bạn nói nóng quá không nói. Châm ngòi khai quả cho con lên lại cái nóng của con như ngày xưa nữa thì sao? Đi. Con bỏ đi ra ngoài khoảng 5-10 phút đó vô nói chuyện tiếp. Con cũng đòi bỏ đi luôn con. Hai đứa bỏ đi luôn hả? Vậy nhà tụi con phải sắm hai cái xe rồi đó. Con biểu diễn võ thuật cho bạn gái coi nào. Mình thử mình thể hiện cái tài cái lẻ của mình đi. Nói chung là mình đá một cái vài cú đá gọi là cơ bản nhất. Cú đá cơ bản nha. Hey. Đây là có huy chương đàng hoàng, nó thế nào ra thế đó. Đó. Đây là những cơ bản nhất của trong Taekwondo. À giờ con lấy cái bánh không? Con lấy cái bánh thảy luôn, đá bài cái bánh rồi chú coi được luôn. Bên là nữ hát bài tặng bạn gái hay bạn trai đi, nãy bạn trai múa giỏ rồi đó. Con tính hát cái xác không hồn á chứ. Cái gì? Cái gì? Con hát bài gì? Cái xác không hồn hả? Ủa có cái bài đó hả ta? Có, của Nhật Kim Anh. Ủa thiệt hả? Đúng rồi. Vậy con hát một đoạn hả Nhật Kim? Ừ, con hát đoạn đi. Anh biết em mà, phải lo cha mẹ cuộc sống ấm em. Đường tình duyên em định buông xuôi giữa dòng đời. Anh chớ đau lòng vì một người như em. Chưa hiểu chưa tròn, tâm thân này đành theo gió bay. Vậy đó hả? Cái xác không hồn vậy đó hả? Chưa. Còn khúc sau nữa. Thôi được rồi, bây giờ mình đùa chơi vui chút xíu. Bây giờ chúng ta nói về tình yêu đi các bạn. Hẹn hò sao nè? Thì nói chung là một tháng con có thể dành ra được cái tuần nào nếu mà được thì anh có thể về với Vĩnh Long mỗi tuần một ngày. Tuần nào anh cũng đi được hết. Mỗi tuần một ngày như là một tháng 4 ngày đó. À, một tháng 4 ngày đó đúng không? Đúng vậy. Được không con?
Dạ được cô. Khoảng cách đâu có gọi gì gọi là xa, nó cũng nằm trong phạm vi của trái đất và cũng trong một cái gọi là Việt Nam thôi. Ghê không? Ok, chính xác luôn. Cái quan điểm tình yêu và hôn nhân của hai đứa đi, để mình hiểu nhau hơn nha. Trong cái quan điểm tình yêu của con thì gọi là biết chia sẻ, lắng nghe cùng nhau, nắm tay cùng nhau đi hết tất cả những gì mà như là đi phượt nè, du lịch đồ. Một người biết chung thủy vậy là được. Còn em thì người đó phải là có bản lĩnh, phải có sự quyết đoán, không gia trưởng, phải độc lập về suy nghĩ lẫn tài chính. Cái đó là anh có rồi. Với lại là em thì nóng nó, nhưng mà em muốn tìm một người là tính tình phải là nóng hơn. Nóng hơn trái nhà anh ơi. Phải chịu được cái tính của em. Dạ thí dụ tại vì anh mới gặp em thôi là rất là khó, nhưng mà anh hiểu tính em thì em rất là dễ. Đâu, anh thấy nãy giờ em cũng đâu có gì gọi là khó lắm đâu. Khó lắm anh ơi, khó lắm, em vậy, khó có tính. Vậy em hãy cho mình cơ hội với nhau, sẽ tìm hiểu cái tính khó như thế nào. Thôi, yeah, được rồi, mình để tay Đức bấm đi, nãy giờ nói chuyện nhiều lắm rồi. Cho nhau cơ hội hay không là tùy hai đứa. Các bạn hãy nhắm mắt lại, cảm nhận xem đây có phải là người mà mình sẽ hẹn hò hay không. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy, nắm tay nhau nào. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau và chính thức ngày hôm nay mình hẹn hò với nhau. Nắm tay lên tay nào, nhau thật chặt đó. Bây giờ mình nói gì với gia đình hai bên đi, nói chuyện với ba đi kìa, ba đang ngồi coi truyền hình đó. Thưa hai bác, con sẽ cố gắng cùng em đi hết cái quãng đường còn lại của cuộc đời hai đứa. Hiểu. Chăm lo cho hai đứa một cuộc sống gọi là vui vẻ hạnh phúc. Thôi hung đại đi, hung đi. Rồi nào mọi người ơi, mọi người vỗ tay đi nào. Đó. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Dạ.